Xin chào mừng mọi người đã đến với kênh siêu thị bất động sản ngày hôm nay 13 tháng 11 năm 2020. Trước khi đến với thông tin mới nhất xuất hiện ngày hôm nay, đừng quên subscribe ngay kênh siêu thị bất động sản và nhớ bấm chuông để nhận được thông tin mới nhất, cập nhật nóng nhất về thị trường bất động sản mỗi ngày. Sau đây kính mừng mọi người và các bạn cùng đến với những thông tin chính xuất hiện ngày hôm nay. Chúng ta quốc lộ 1A với hương lộ 11 sau nhiều năm đã và đang thay đổi như thế nào sau khi có quyết định nâng cấp. Điểm nhấn và đòn bẩy hạ tầng làm nóng thị trường bất động sản khu Tây Sài Gòn. Sở hữu vị thế đắt giá nhờ quy tụ hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, bất động sản ở phía Tây Sài Gòn đang đứng trước tiềm năng phát triển mạnh mẽ chưa từng có trong năm 2020. Khu Tây thành phố Hồ Chí Minh, mỏ vàng còn sót lại cho giới đầu tư bất động sản. Với ưu thế về giá đất, quỹ đất phong phú, khu Tây của thành phố Hồ Chí Minh nổi bật như quận 8, Bình Tân, Bình Chánh đang là địa điểm được giới phát triển bất động sản và nhà đầu tư có tầm nhìn xa lựa chọn. Diện mạo phía Tây thành phố Hồ Chí Minh đang thay ra đổi thịt từng ngày. Hạ tầng giao thông khu Tây thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc thoát xác ngoạn mục chỉ trong một thời gian ngắn nhờ sự góp mặt của các công trình giao thông trọng điểm như quốc lộ 1A, hương lộ 11, tỉnh lộ 10, quốc lộ 50, đại lộ Võ Văn Kiệt và Nguyễn Văn Linh, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, cầu vượt An Sương, tuyến cao tốc 10 tỷ USD thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ, tuyến metro số 5 ngã tư 7 Hiền Cầu Sài Gòn. Tất cả tạo thành hệ thống hiện đại và thông suốt, không chỉ kết nối khu Tây với quận 1, Thủ Thiêm mà còn đến Bình Dương, Đồng Nai hay các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, trong danh sách 13 công trình giao thông mới được thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công cuối tháng 4 năm 2020, có đến 4 dự án thuộc khu Tây Sài Gòn bao gồm cầu kênh A, cầu kênh B, hệ thống thoát nước hương lộ 11, Bình Chánh, đường Trần Văn Dầu Bình Tân. Đáng chú ý, dự án Metro 3A bến Thành Tân Kiên đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gửi công văn trình chính phủ xem xét phê duyệt vào cuối tháng 4 vừa qua. Dự án do cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA thực hiện, có chiều dài 20 km với 18 nhà ga và tổng mức đầu tư khoảng 68.000 tỷ đồng, nối trực tiếp với tuyến Metro số 1 bến Thành Suối Tiên để tạo thành một hành lang vận chuyển hành khách hiện đại, đi qua trung tâm, kết nối khu vực Đông Bắc và Tây Nam thành phố. Trong tương lai, với sự hiện diện của mạng lưới metro hoàn chỉnh cùng hệ thống xe buýt kết nối, khoảng thời gian di chuyển từ khu vực này vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh sẽ được rút ngắn chỉ còn 15 đến 20 phút. Khu vực Bình Chánh tập trung nhiều khu công nghiệp trọng điểm. Có thể thấy, sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng giao thông ngoài việc đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của người dân còn thu hút nhiều nhà đầu tư chuyển hướng vào khu Tây thành phố Hồ Chí Minh để đón đầu cơ hội, khiến bất động sản tại khu vực này có tiềm năng tăng giá. Theo của các chuyên gia, dòng vốn FDI chính là một kênh quan trọng thúc đẩy thị trường bất động sản phía Tây phát triển khi các tập đoàn lớn chuyển dần công xưởng sản xuất về Việt Nam. Cụ thể hơn, bất động sản công nghiệp sẽ là phân khúc hưởng lợi trước, kéo theo cơ hội phát triển cho bất động sản nhà ở hình thành quanh các khu công nghiệp nhờ phát sinh nhu cầu ở thực của người dân, đội ngũ kỹ sư, chuyên gia. Tiếp đến là các lĩnh vực như văn phòng, bán lẻ, trung tâm thương mại. Trong xu thế này, Bình Chánh trở thành điểm đến lý tưởng khi tập trung nhiều khu công nghiệp trọng điểm, đơn cử như khu công nghiệp Lê Minh Xuân, khu công nghiệp Tân Tạo, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Phong Phú, khu công nghiệp An Hạ và dự án khu công nghiệp 380 ha tại Phạm Văn Hai đang được lên kế hoạch triển khai. Bình Chánh cũng đang tích cực hoàn thiện cụm y tế kỹ thuật cao Tân Kiên với quy mô 74 ha gồm có các bệnh viện theo quy hoạch của thành phố Hồ Chí Minh là Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh, Tai mũi họng cơ sở 2, truyền máu huyết học, ung bướu, viện tim thành phố cơ sở 2 và đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch cơ sở 2. Dự án khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ hình thành mô hình viện trường tại cửa ngõ Tây Sài Gòn, góp phần làm giảm tải các bệnh viện trong khu vực trung tâm thành phố, đồng thời giúp thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm y tế lớn nhất nước và cả khu vực, thu hút thêm lượng lớn chuyên gia y tế về sinh sống. Không dừng lại ở các điều kiện phát triển kinh tế, Bình Chánh sở hữu nhiều dự án hạ tầng lớn như cao tốc Trung Lương, Mỹ Thuận, quốc lộ 1A, đại lộ Võ Văn Kiệt, đại lộ Nguyễn Văn Linh, giúp việc di chuyển về quận 1 và Phú Mỹ Hưng vô cùng thuận lợi. Đặc biệt, sự hoàn thiện của trung tâm hành chính Bình Chánh Tân Túc với cụm các cơ quan như Ủy ban Nhân dân, cơ quan thuế, trụ sở công an, bệnh viện đa khoa, đã biến khu vực này trở thành trung tâm kinh tế hành chính văn hóa, xã hội không chỉ của Bình Chánh mà còn của cả khu vực Tây Sài Gòn. Như vậy, sau chưa đầy 10 năm kể từ sự hiện diện của Ủy ban Nhân dân Bình Chánh, Tân Túc lại đứng trước cơ hội vàng để phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, thu hút lượng lớn cư dân từ người trẻ, lực lượng lao động từ miền Tây, đội ngũ chuyên gia sản xuất trong và ngoài nước, chuyên gia y tế, về an cư và phát triển sự nghiệp. Mặc dù vậy, đứng trước cơ hội lớn, quỹ đất cho các dự án căn hộ cao tầng xung quanh khu vực trung tâm hành chính Bình Chánh lại rất hiếm hoi. Hiện tại, ngay lõi trung tâm hành chính, đối diện Ủy ban Nhân dân, bệnh viện, công viên chỉ mới xuất hiện tổ hợp gần 2.000 căn hộ ở phân khúc trung cấp. Hương lộ 11, huyện Bình Chánh sẽ được khởi công nâng cấp vào cuối tháng 3/2020. Dự án Hương lộ 11 dài 6,3 km với tổng kinh phí đầu tư nâng cấp hơn 241 tỷ đồng. Hiện các gói thầu đã thực hiện thi công hoàn thành trên toàn tuyến.
Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP, dự án nâng cấp mặt đường và xây dựng hệ thống thoát nước Hương Lộ 11, đoạn từ Đinh Đức Thiện đến hết danh xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh chia làm 3 gói thầu. Trong đó, gói thầu nâng cấp mặt đường, xây dựng hệ thống thoát nước, tổng kinh phí đầu tư là hơn 120 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào cuối tháng 3 2020. Dự án Hương Lộ 11 không phải giải phóng mặt bằng nên sẽ triển khai nhanh chóng. Sau khi hoàn thiện dự án này, tuyến đường sẽ được nâng cấp, được lắp đặt hệ thống cống mới nên sẽ không còn ngập như trước, vị đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP cho biết. Mới đây, Sở Giao thông Vận tải đã thông qua phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công công trình nâng cấp mặt đường và xây dựng hệ thống thoát nước Hương Lộ 11. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải thống nhất phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công theo đề xuất của chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. Trong 3 ngày đầu tiên kể từ khi thi công, chủ đầu tư và nhà thầu thi công phải báo cáo bằng hình ảnh, quay phim về tình hình công việc tại công trường, giao thông quanh khu vực thi công và gửi cho đơn vị quản lý tuyến đường, thanh tra Sở Giao thông Vận tải để kiểm soát. Đồng thời, phối hợp với Công an huyện Bình Chánh tổ chức phân luồng giao thông phục vụ thi công, điều tiết giao thông tránh xảy ra ùn tắc giao thông, phối hợp với các đơn vị quản lý công trình ngầm trên tuyến đường thi công để thống nhất triển khai thi công nhà nước. Nếu quý khách hàng nào đang quan tâm đến với sản phẩm vị trí này, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được những cam kết, trở thành cầu nối vững chắc, chuyên nghiệp giữa khách hàng và chủ đầu tư. Tận tình chăm sóc và tư vấn khách hàng bởi chuyên gia am hiểu nhất, hỗ trợ tư vấn trực tiếp chuyên sâu, cung cấp bảng giá gốc, hỗ trợ quý khách tìm căn phù hợp với ngân sách, không thu thêm bất cứ khoản phí nào, tạo chữ tín vạn niềm tin, an toàn pháp lý, an tâm chi phí an cư như ý. Hotline 0909339019, giám đốc kinh doanh HB Land. Hãy bấm theo dõi để cập nhật thông tin. YouTube Siêu thị bất động sản.